83. Đập quán ạ. Đập không. Đập khổ quá. Tôi có thể nói là lên nóc nhà mất. Không biết là có con gà ở trong đấy không. Thế thì chịu rồi. Quyền. Các em cách nhau ra thì em có thể
trùng nhau một chút nhưng khi đứng với nhau thì đó là một sự kết hợp tuyệt vời. Rồi kết quả thì đến từ chính là cảm giác đến hẳn đấy, hai em sinh ra để đánh với nhau. Tám ba đập quá nặng đập không đập khổ quá nặng của Nguyễn Đình Hoa. Trời ơi, cô đang xem cái gì vậy? Cú đập mà cú pha cầu hay không nhìn thấy cầu đâu, 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 nhìn thấy giao cầu. Cái chân của mình mà đỉnh mạnh như kiểu cái lò xo và cái chân bật rất cao. Bật cao thật. Tôi có thể nói là lên nóc nhà mất. Không biết là có con gà ở trong đấy không. Thế thì chịu rồi. Cầu vẫn còn, cầu vẫn qua được đấy. Và điểm chính xác bên trong cái cầu vẫn chỉ được tại các vận viên gần đây tất cả trận đấu là giải đấu của Việt Nam đang được rất nhiều, vì thế chất lượng vận động viên càng ngày càng cao lên. Các vận động viên thi đấu bảy chín là phong trào số là 279 rất cao. Lê Văn Tú và Lý Đức đang vào tay hơn. Điểm số rất ngắn chỉ còn 7 chú. Đây là 2 điểm. Vẫn đang dẫn trước 2 điểm. Nhưng không bị thương mà. Đánh công việc hàng khó bảo là ngừng rát đi. Anh xin nhận. Khó bảo là. Ủa. Cầu hôm nay. Một xem cái gì vậy? Cầu nhìn một tiếng ra. Cầu hôm nay gặp được cái tên. Cầu hôm nay phải thổ ra em đưa rất nhanh em như trước mẹ em à tỉnh hai thằng là chuẩn bị nhanh như trước. Trời ơi, mình đang có thể đánh đuổi nhanh như vậy. Ba sai một một vật ba sai một đấu rất nóng nóng kiệt quả. Ừ. Rất là có sức để bình luận. Đi tặng rất mềm. Để làm đi tặng cảnh chỉ có bởi phía trong sân hình xung thôi. Người ở ngoài được xem nóng này rất khá mệt rồi. Cầu ngoài khá nhạy cảm và cầu bản quyết định đó là một cầu ngoài điểm 12-7. Thủ được thủ được thủ làm ký định gì rồi mà không muốn tiến. Hắn xuống cho Đức Tú còn 4 điểm điểm số 8-12. Chỉ biết giao cầu ôi nó không chịu rồi cái cầu lực không thành công. Chỉ biết tốc độ quá tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên rất cao. Sau đó thì biến động vượt rốt khởi máy cầu cắm thật. Cầu tốt, đội bóng rất tốt. Điểm số bỏ phương án số 5 điểm chênh lệch. Em nghĩ là sự chênh lệch gắn kết tốt thì định mạng được gắn kết nhau quá tốt, chứ không phải là sự chênh lệch về đẳng cấp, về trình độ thì hai người các vận động viên đánh như nhau. Một sự gắn kết định mạng được tốt hơn quá nhiều. Thank you.
anh Tú, Lê Văn Tú là một sự đẳng cấp của Việt Nam mà anh ấy vẫn tập đấy, tập là cố thì anh ấy không có thi đấu nhiều đâu. Thế làm sao mà đỡ được nữa đây? Làm sao đỡ được đây? Đường làm được rất quá. Nhìn mạnh nhìn trời đúng vậy. Nhìn cá úp rổ trên lưới. Mà đỡ đỡ của chúng tôi là không thể trả được của chúng tôi. Tìm hàng lập mãi, cắm túi thủ vườn. Nó là thủ vườn mãi, không phải là thủ mãi được. Quá nhanh. Đấy, các vận động viên đẩy cầu rất lực.
nó lại không đẩy gì nó đẩy bay được như vậy là có thể lên một cục trí tuệ nữa. Phòng thủ không tốt, điểm một đều phát cầu sai gì nhỉ? Oh, yeah.
biết đâu. Đang hoa mắt, mới đang hoa mắt. Không phải chỉ quyết định là cầu trong sân. Cho đội mình mạnh, điểm số chỉ còn chúng ta cũng còn 3 điểm, 6, 9. Quả rơi rồi nhé. Đúng hằng mạnh. Quá cái tình huống đánh cầu nhớ mượn đánh sáng này. Sáng nay vừa đánh giọng nhà. Lần đầu tiên thì
Bình Hòa Định Mệnh sẽ lên trước ở xếp 2 này. Bình tĩnh. Tiếc quá. Nếu đó một tình huống ép cầu qua thì rất có khả năng đó là điểm cho Định Hòa Định Mệnh. Mới ra điểm khoảng những giây đại. Ép cầu mượt thật. Thấy hiểu siêu mượt, vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn. Thầy ai cũng mơ ước. Nắm kìa. Chịu rồi. Trời ơi. Ừ, không hẳn vừa cầm một viên gạch và ném xuống sân. Không phải là đập cầu nữa rồi. Cầu chỉ có hơi lửng thôi mà cái tình cảm chính diện cầu môn không thủ môn nào để cản trở được quả đấy cả. Và điểm số đã được nới rộng ra cho Đình Hoàng Đình Mạnh ở set 2 này. Liệu Tú Đức có lại làm gì trận đấu không ra chờ xem. Điểm 17 mới ra rồi. Có thể nói là 11 triệu đang đến rất gần. 11 triệu đang đến rất gần cho hai em. 17 mới ra rồi. Trong cầu lông thì để mất điểm thôi, chúng ta cũng có thể chơi mất cả bán đấu. Đôi khi một điểm rất quan trọng. Bật đi nào. Vẫn còn. Hay quá. Vẫn còn nhưng mà không còn rồi. Vận động viên thủ rất hẹo. Và tưởng chết rồi. Tưởng chết chết. Đấy là bên anh cũng quánh cầu rồi. Đôi mà kéo cái áo tôi. Cái cầm áo tôi về mà cũng đi. Đó đâu. Trả đi cả áo em sao. Sang trong cái bóng sáng đấy có học. Nóng mệt hết. Đúng rồi. 14-18. Hả? Sang. Xe 2 của anh ta. Của 4 mọc chưa biết ra xuất sắc của giải đấu này. Bán kết kia là cặp nào? Bán kết thì là Hưng Triệu và An Nam. Hưng Triệu thua An Nam. Và bán kết 1 là Thiếu Đức gặp Tuấn Duy. Thì Thiếu Đức không có gì bất ngờ. Nó vào tính chung kết. Mình một gôn thì anh lại sút ra ngoài mất rồi. Oh, sorry. 15-19. Được bay. Đỉnh hoàng mà đúng cái đỉnh mạnh. Đéo tên. Trời ơi. Quá ngay. Nhất Việt Nam hiện tại. Đỉnh ngay thế. Đỉnh ngay thế. Pin hết. Đi pin này, pin đi từ nhà này để chăm dưới. Được rồi, đi thế. Từ cái đang gọi thôi. Đây là một tiền giải thưởng của trận đấu này. Vâng, đánh hạng nữa mà. Đây là hai giải thưởng của anh Tài. Giải 11 triệu. Đánh rất nhiều. Quá hay. Tình mạnh quá nhanh. Gặp kẹt. Điều cuối trận đấu 25 cho Hoàng Anh. Nên tôi đưa lập địch. Nhất là cái chiếc của Đình Hạnh lên lưới nhanh hơn. Nhanh như sóc. Giờ đây khoai nào. Gặp. Đưa lên tôi chuyển thẳng lại 5 xuống. Đấy như xong. Đưa lên hẳn 5 đấy. Điểm số quyết định của trận đấu 20-15. Đập cơ tổ chức. Đi đây. Đi đây. Các pha là được. Xin thưa hai.
bên này có hai là đặc thù của anh em không? Ủa bạn bảo á lại sao? Có lấy hai tờ 500 thế nên là không rồi bạn. À em có 70 nghìn em lấy tầm 100 nghìn. Được. Chậm đi nhảy nào. Điểm 30 rất là điểm quyết định cho đỉnh mạnh. Đập đi.